Xin chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình SBTN Morning với đội Dũng bà Mai Phi Long. Thưa quý vị, SBTN Morning được đài truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình từ miền Nam California mỗi ngày từ thứ hai thứ sáu từ 8 giờ sáng 9 giờ sáng giờ California. Hôm nay là ngày thứ năm, 27 tháng Giêng năm 2022. Chào Mai Phi Long. Chào Đỗ Dũng, kính chào quý khán giả đài truyền hình SBTN. Sáng ngày hôm nay chúng tôi bắt đầu một cái tin vui cho mọi người và cho nước Mỹ. Đó là chuyện kinh tế Mỹ tăng trưởng trong quý 4 năm 2021 và được coi rằng là một sự tăng trưởng tốt nhất trong vòng 37 năm. Chi tiết ra sao thưa anh? Vâng, thưa quý vị, Bộ Bộ Thương mại sáng ngày hôm nay cho biết là trong quý 4 là từ tháng 10 tới tháng 12 năm ngoái kinh tế của Mỹ hàng năm như vậy là tăng ở cái mức 6.9%, riêng quý 4 thôi vâng nha quý vị và các nhà kinh tế uh, coi như họ tính tổng cộng cả năm thì khoảng là 5.7%, 5.7%. Và chỉ số Dow Jones sáng ngày hôm nay cũng uh, tăng nữa và như vậy cả năm đó là tăng 5.5%. Sáng nay thì uh, khán giả thân thương của chúng tôi là anh uh, David Sơn Trương ở bên Houston tách uh, qua liền cái bảng số là sáng nay thì quý vị Dow Jones lên được 550 điểm. Bây giờ là 34.718 điểm sau đó là một tuần lễ đi xuống. Thì đó là hai con số như vậy. Và trở lại với cái uh, mức tăng trưởng như vậy đó thì là tính ra là trong cái quý 3 chỉ có 2.3% thôi. Nhưng mà quý 4 vậy là tăng tới 6.9%. Con số tăng đáng kinh ngạc. Và, và Nhanh Long nói là tăng như vậy là cao nhất kể từ 37 năm vừa qua. Và cái đây là một cái tin vui à, tuy nhiên nó vẫn có cái chuyện mà omicron là vẫn đang đe dọa ở nước mỹ mặc dù là nó không nặng nhưng mà nó lây lan rất là nhiều và bây giờ thì hôm nay cdc cho biết là biết giờ hơn 99% các cái ca ô nhiễm, à, lây nhiễm về covid 19 là tại Mỹ hiện nay là omicron hơn 99%, gần 100% rồi. có nghĩa là Delta bây giờ giảm rất là nhiều nhưng mà omicron là rất là nhiều. À, đó là lý do tại sao mà nó cũng cái đe dọa cho cái tế một phần nào về mức tăng trưởng thì xin anh thân cho coi cái màn hình laptop của tôi một tí để tôi thấy cái cái, cái 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 đây cái biểu đồ đó quý vị thấy không? Cái này là như vậy là quý 3 quý vị em nó chỉ có 2.3% thôi, quý 3 nhưng mà quý 4 là 6.9%. Nó tăng vậy à, quý 2 đó là 6.7 và quý 1 đó là 6.3 thì người ta tính tổng cộng trung bình khoảng là 5.7 của cả năm. À, đó là cái cái mức đó như vậy. còn chúng ta thấy nhiều hồi uh, quý 3 năm 2020 sẽ tăng kinh quá tới 33.8% ừ. nhưng mà trước đó thì uh, quý 2 năm 2020 thì là giảm 31.2% các quý vị thấy đó là cái thời kỳ cái thời kỳ Covid. Mà cái này nó tăng á 33.8% quý vị thấy quý 3 năm 2020 là nhờ những cái gọi là tiền stimulus đó quý vị. cái uh, thời ông Trump đổ vô rất là nhiều và rồi qua tới thời ông Biden nó cũng đổ vô đổ vô đó. Và đó cũng là một cái lý do mà làm cho kinh tế tăng trưởng. Đó là cái uh, bản tin sáng ngày hôm nay Thiên Long. Vâng thì uh, thưa quý vị trong cái chuyện này thì chúng tôi uh ngày hôm qua hôm kia à, mọi người có hỏi về cái chuyện tại sao thị trường nó có những cái sự mà à, giá chứng khoán nó xuống như thế thì một trong những cái giải thích là cái chuyện là nó là reset có nghĩa là chú ý trong thời gian mà ngay cái thời gian mà dịch đóng cửa khoảng chừng quý thứ ba uh, và quý thứ tư của năm 2020 quý vị có để ý khi máy bay là bị là bị grounded có nghĩa là bị uh, bị <laughs> bị cột dò ở dưới đất hãng hàng không thì không bán máy bay mà tại sao chứng khoán của các hãng này lại, lại lên lên là nhờ vì gì là nhờ cái tiền stimulus đổ tiền vào hãng hàng không để mà uh, nuôi sống các hãng hàng không trong khi là cấm bay à, nhưng mà thông thời gian đó thì không có cái hoạt động thương mại và người ta đổ tiền vào cái chuyện business đổ truyền vào, vào tiền vào cái chuyện mua stock đó là lý do tại sao nó lên nó lên và mọi người đều dự đoán rằng là đây là một cái cái, cái, cái chứng khoán nó lên là một cái bubble và bubble thì nó có phải có một cái thời gian để mà nó reset nó kiểu như là nó phải correct lại những cái gì mà nó bubble thì cái chuyện là khác là ngạc nhiên ngày hôm nay giá chứng khoán nó tăng trở lại tuy nhiên nó lại đi kèm theo một cái tin ngày hôm qua là ngân hàng dự trữ liên bang federal reserve quyết định chắc chắn là sẽ lên trong nay mai cái, cái 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 phân lời và khi lên phân lời như thế thì thường thì thị trường phản ứng bằng cách đi ngược lại nhưng bây giờ thị trường phản ứng một cách lại đi lên. Là chúng ta thấy rằng có một cái sự gọi là correction sửa lại cái uh, sự trao cái sự là bùng phát của cái thị trường chứng khoán nha quý vị, chứ không phải là thị trường chung, thị trường chứng khoán có sự bùng phát bây giờ thay đổi là trong những ngày vừa qua khi mà nghe tin Federal Reserve tăng cái phân lời thì giới chơi chứng khoán Họ bơm out có nghĩa là gì? Họ uh, họ thả ra những cái chứng khoán mà từ những công ty thuần túy là dùng tiền mặt để mà bơm công ty. Thứ thứ nhất, cái thứ hai là các công ty kỹ thuật mà gia tăng trong thời gian đại dịch. Thì bây giờ người ta biết rằng là nó chỉ là một giai đoạn. Cho nên trong những ngày vừa qua họ trâm họ bán tống bán tháo những cái stock ra và chúng ta thấy nó đi xuống thì đây là một trong những cái chuyện mà quý vị nào chơi stock quý vị đều biết là nó phải có một cái giai đoạn correction anh Vâng, uh, mặc dù uh, kinh tế của quý tư quý 4 tăng như vậy nhưng mà như tôi nói nó vẫn có một số cái đe dọa. Uh, ví dụ như là giống nói vừa rồi là phân lời sẽ tăng. Cái thứ hai như tôi nói là cái omicron nó vẫn còn và cái điểm thứ ba sáng nay người ta cũng lo ngại đó là giá dầu lại tăng lên tới 88 đô la một thùng dầu thô có nghĩa là gì khi mà kinh tế tăng trưởng trở lại thì nhu cầu dầu nó lại có nó tăng lên thì giá dầu nó tăng theo để kiếm tiền đó là cũng là một cái mà nó đe dọa người ta thì đó là câu chuyện kinh tế. Câu chuyện là... này nó cũng liên quan đến chúng ta thì nhân kể chuyện cho quý vị nghe hôm qua chúng tôi có vào cái trang và nói chuyện với một số người cũng là dân ở khu vực miền Nam California chúng tôi thì cũng bàn nhau về cái chuyện chứng khoán nó đi xuống thì họ nói rằng là cần xuống như thế nhiều hơn và cần và lãi suất của liên bang tăng lên nhanh hơn thì mọi người những người mà nghe cái chuyện ý kiến này họ đều thắc mắc sao thế chỉ có như thế thì cái giá nhà orange county mới bớt xuống à, còn không thôi nó cứ nó cứ leo mãi à, nó cứ không. sẽ cái leo mãi bây giờ khi mà ngân hàng bớt mượn tiền và cái tiền lời tiền lời mà nó gia tăng á, thì cái cái, cái 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 chuyện mà người ta nhảy ra vào đi mua nhà nó khó hơn nữa nhưng mà cái chuyện này có thể áp dụng chỗ khác được mà áp dụng Orange County của chúng tôi là hoàn toàn không được là vì tiền đi vào cái khu vực này mới chắc gì nằm tiền ở Mỹ tiền ở chỗ khác đem tới mà dân Việt Nam là cứ xe phòng một một căn nhà trẻ trẻ tư trẻ tám ra xe với nhau cho nên thưa vị không bao giờ mất nhà cả cho nên những cái biện pháp này có thể giảm cái giá trị nhà nhiều nơi khác nhưng mà không giảm được cái giá trị nhà ở Orange County Uh, không những -T, không ở không mà nhiều nơi khác ở California đấy anh ạ cao lý do nó tăng là bởi vì dân mít mình nhảy mua nhiều quá nhảy vào những những dân mít mà tiền mít luôn à, <laughs> tiền mít luôn nói chung là tiền của tư bản đỏ đổ đây cũng rất là nhiều và rồi nó có những cái uh, gọi là gì uh, thủ thuật về vấn đề di trú qua chương trình EB 5 ừ. anh có biết không dạ yeah. uh, nghĩa là người ta đầu tư qua, người ta đem tiền từ Việt Nam qua đây. Đó là qua cái chương trình đó để người ta mang gia đình người ta qua rồi người ta đầu tư, khi đầu tư như vậy là vô bất động sản. Đúng không? Thì đã giá bất động sản nó tăng thì người ta người ta đi dồn người ta di cư qua bên đây, Thì người ta lấy mua nhà. Chuyện, <laughs> chuyện đó mới là nửa câu chuyện thôi, nó còn một câu chuyện nữa mà chúng ta không biết. Là những cái người đó, đó, người ta di cư qua đây, à, người ta đem tiền ra đầu tư chỉ là ngắn hạn, không phải dài hạn. Yeah. Nhớ cái đó. Bởi vì người ta chỉ cần đầu tư ngắn hạn để ta đưa gia đình sang thôi. Sau đó ta làm gì? Ta rút tiền ra, rút tiền ra làm là bằng cách nào người ta bán. Bán biết ai mua không? <laughs> cũng, cũng, cũng người ta mua. Không, anh, 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 anh. Anh nói vậy là anh... Người ta là ai? À, người người ta đem tiền vào. Nhưng mà anh biết người ta là ai không? rồi mới anh nói tiếp ông láng giềng mà to đùng của Việt Nam à. anh biết ai không? Ừ. hả? đó thì ông ấy đấy. Ông, ông 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 láng giềng ông, to đùng của Việt đó, Nam thì tôi nói là ông ấy bây giờ nói tên ra thì nhiều khi cũng cũng không 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 thấy không phải, cái cứ chuyện cứ nói sự thật cứ, cứ nói mà. ám cứ ám chỉ như thế là thấy câu chuyện nó hay rồi không anh anh cứ bảo người ta mua anh anh ám chỉ như vậy anh ám chỉ nó quá mông lung ha biệt tôi ám chỉ là ông láng giềng to đùng của việt nam nó, nó rõ hơn tí chúng tôi bà con mình không hiểu là anh nói ai anh nói là là người ta nhiều khi ở hành tinh khác mua thì sao có chuyện nhỏ và tôi nói cho quý vị nghe chuyện đó nó đang xảy ra không đâu xa ngay vùng lý đô sài gòn nơi có cộng đồng người việt lớn nhất hải ngoại và nơi cũng chống trung quốc chống cộng sản kinh hoàng luôn nhưng mà cuối cùng ấy, chúng nó nói cho nói giặc nói giặc cho giặc cái chuyện đó là chuyện khó. nói chung là xin nhắc lại anh là những cái đó nó chỉ qua có ngắn hạn thôi. cho nên chúng tôi phải lấy tiền đi ra lên, ừ. chúng tôi làm chuyện khác. với lại nhiều khi tiền nó tiền mượn của người khác nữa. Đó. cho nên là chúng tôi ở đây hay có câu nói đùa thưa quý vị, chúng tôi nói đùa như thế này là văn phòng cộng đồng ừ. chống Trung Quốc, chống chống Việt cộng. Ừ. nhưng mà cuối tháng trả tiền nhà, <laughs> cho, một là chống cho, cho nhà, nhà Trung Quốc, hai ừ. chủ nhà Việt cộng. À. đều cái chuyện là như thế, đó là thực tế đang diễn ra. À, ở tại khu vực của chúng tôi khu vực khác chúng tôi nghĩ nhưng chắc ớ, không, cũng vậy luôn, y chang y chang, y, y, chang y chang khu vực khác là ít để ý hơn nhưng mà đó là chuyện nhưng mà cái thật. trong cái chuyện này chúng tôi chỉ có một cái vui nhất đó là những người mà đem tiền từ việt nam mua đầu tư bên đây chúng tôi biết mặt biết lúc nào cũng ngồi quán cà phê hết nhưng mà lúc nào cũng chửi kinh tế mà ý cái chuyện đó là chuyện tôi là trở thành một chuyện khôi hài thiếu lâm nhất không phải dân Việt Nam không người này không phải dân Việt Nam không anh dân Mỹ cũng vậy anh dân nào cũng vậy không bao giờ hài lòng với những gì họ có hết Năm trước chúng ta có trình bày rồi nhớ không yeah. <laughs> nghĩa là với lại người ta phải làm bộ nói như vậy ừ, ví dụ ông Long với ông Dũng làm ăn ông Long Hậu ông Dũng lúc này sao sao, biết bắt lắm anh ơi mà cứ thấy đi ra ngân hàng đưa tiền vô nộp cái này biết bắt lắm anh ơi tôi ngu gì tôi nói tôi lời <laughs> bởi vì tôi sợ rằng người ta biết thứ hai tôi sợ ông long mượn đó, hình thức nó thức thứ nó bết bát lắm anh ơi ủa bết là ừ tại sao bết vậy cái chính phủ này nó khốn nạn lắm <laughs> nó mất dạy lắm nó làm tôi như là tán ra bài sản đại khái chửi với không? Ừ. lúc nào nhưng mà tiền nó đều đều, đều. Đó. đó. là chuyện con người muôn thuở xin quý vị đừng rời màn hình fptn chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại